Yeah, có mặt nạ rồi, rủ sẽ đi chơi trung thu thôi. Hello. À, khỉ hả? Hẹn 8 giờ mà đến sớm thế. Tao có bánh trung thu rồi. Bánh của bố mày gửi tặng đấy hả? Phải, đi công tác xa nên bố tao tặng bằng Godiet. Thẻ quà tặng xịn ghê, muốn ăn gì cũng được. Ôi, rơi viên trứng muối. Lăn vào trong bụi cây mất tiêu. Vừa hay lúc đấy, ở trong bụi cây có một con bò hùng lăn cục phần đi ngang qua. Và thế là... À, đây rồi. Có đèn đường đồn này. Sao mày lại cướp cục cất của con bò hùng thế kia? Mày có biết là nó vất vả lắm mới gom được cục cất to như thế không hả? Sao mọi người xem chùa nhiều thế? Đăng ký kênh, ủng hộ mình đi mà. Tiêu rồi, đường vừa xa, vừa khó đi. Chưa tới nơi, chắc xỉu giữa chừng quá. À, vậy thử cái này đi. Vậy mình đặt Go Ride của GoJet tới đó đi cho khỏe. Đặt nhanh, vài phút đón liền. Nhưng mà tao đang nghèo. Ủa, khoan, nhập cốt GoJet gia đình ngộ, tiết kiệm quá nè. Mai chui vô quả cầu Pokemon là được rồi. Kêu hai xe chi má. Hả? Ủa giời ơi, được khuyến mãi mà con Pokemon này lại đặt đến hai xe thì còn gì đâu gọi là tiết kiệm cơ chứ. Trời ơi, nặng gì nặng dữ. Sao không mưa xuống cho mát? Vừa dứt lời, trời liền đổ cơn mưa thật to. Hây, mưa nặng gì cũng không tốt. Ước gì nhà có ô tô. Mình ơi, tôi đăng ký VCB Digibank rồi dùng mấy hôm, ai ngờ trúng luôn con Toyota này. Wow, câu được ước thấy. Bố ơi, sao mình vẫn chạy xe máy vậy? Hỏi hỏi cái gì? Ô tô mẹ mày lại đi chơi rồi. Ước gì trúng con xe nữa nhở. Tao mua sửa Smart Grow, quẹt mà trúng được chỉ vàng. Máy ghê. Dẫu vờ đem bán, sắm kẻ áo mưu xịn, ra đường cho nó tự tin. Đem vàng đi bán thôi. Đi đâu đó, vờ nghe con nói, chồng trúng thưởng chỉ vàng. Đây, để chồng lấy cho vợ. Chồng có bao giờ dẫu vờ cái gì? Đây, vờ cầm lấy. Hả? What the hell? Không phải như vợ nghĩ đâu. Bàn vàng, bàn xám ơi, mình đến rủ cả bàn đi chơi nè. À, hẹn nhau đi ra ngoài mà nó chạy đi đâu thế không biết. Còn chưa kịp khoe con chó bưởi của tao. Nhấn đăng ký và bật chuông, bình luận chi.